Xin chào các bạn học sinh lớp 12, chúng ta lại quay trở lại ở những cái bài tập tiếp theo trong chương trình trong cái bài 15, bài tập chương 1 và bài tập chương 2. Và hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài cuối cùng trong cái bài tập chương 1 này, bài số 9. Những phân tích di truyền tế bào học cho biết có hai loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối trồng tam bội. Ở những cái loài này, A lên A lớn thì xác định thân cao trội hoàn toàn so với A lên A nhỏ xác định thân thấp. Khi gây đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống. Câu A, xác định kết quả phân ly về kiểu gen và kiểu hình ở phép lai sau. Đấy, bây giờ chúng ta làm cái câu A trước nha. Câu A bây giờ là chúng ta viết về cái phép lai này. Phép lai thứ nhất này. Đấy, cô đánh dấu là B1. Giữa cái cá thể cái, đây là biểu thị cho cái cây chuối cái đây các em. Có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Lai với cái cây chuối đực có kiểu gen cũng tương tự như vậy. Đây là một dạng gì? Tứ bội chưa nào. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xác định cái giao tử của gì? Của B1. Thì anh này chúng ta xác định là nó sẽ cho hai cái loại giao tử. Cái cặp này phân ly, cặp này phân ly. Thì cái giao tử này nè, đây chỉ có giao tử gì? A lớn A nhỏ và giao tử A nhỏ A nhỏ với tỷ lệ là ngang nhau 1/2. Anh này cũng tương tự như vậy, cho ra giao tử A lớn A nhỏ và giao tử A nhỏ A nhỏ, đúng chưa? Thì bên này 2, bên này 2 thì số lượng hợp tử tạo ra sẽ là 4 như nè. Thì ở đây chúng ta viết là F1. Đấy. Hai này kết hợp lại với nhau này, chúng ta có gì đây? A lớn A lớn A nhỏ A nhỏ. Tiếp tục, anh này kết hợp với anh này, chúng ta có gì đây? A lớn A nhỏ A nhỏ A nhỏ. Tiếp tục, anh này kết hợp với anh này thì nó giống đây đúng không? Chúng ta có 2, chúng ta có 1 và chúng ta có 1 gì đây? Anh này kết hợp với anh này, chúng ta có A nhỏ A nhỏ A nhỏ A nhỏ. Đấy, như vậy đối với cái sự phân ly cái kiểu hình ở đây chúng ta thấy là ba cái anh này đây có chứa A lớn, cho nên nó sẽ là ba gì đây? Thân gì? Thân cao. Anh này không chứa A lớn thì nó sẽ ra kiểu hình là một thân thấp. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xác định xong cái sự phân ly về kiểu gen và kiểu hình ở cái phép lai thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xác định ở cái phép lai thứ hai. Chúng ta có B2. B2 ở đây là cá thể cái sẽ là A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Lai với cá thể đực ở đây là A lớn, A lớn, A nhỏ cũng giống nhau đúng chưa? Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ xác định cái giao tử của B2. Thì anh này chúng ta thấy là nó sẽ cho ra gì? Ba loại giao tử đúng chưa? Đấy. Sự phân ly của các cái cặp này. Như vậy bây giờ viết tỷ lệ giao tử của anh này thì chúng ta để ý này, cô ghi ra góc đây nha. Bây giờ chúng ta có A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Như vậy thì nó phân ly thì cái anh A lớn này có thể đi với A lớn này là 1 này, đi với A nhỏ này là 2 này, đi với A nhỏ này là 3 này. Cái anh A lớn này có thể đi với A nhỏ này hoặc là đi với A nhỏ này là 2 trường hợp này, và A nhỏ này có thể đi với A nhỏ này là 1 này. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 6 trường hợp đúng không? 6. Như vậy cái anh A lớn này sẽ đi với A lớn này, A lớn đi với A lớn này, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ có 1 thôi, như vậy nó sẽ chiếm tỷ lệ là 1/6. Bây giờ A lớn này có thể đi với A nhỏ này hoặc đi với A nhỏ này là 2. Anh A lớn này đi với A nhỏ này là 1, đi với A nhỏ này là 2. 2 cộng với 2 thì chúng ta có 4/6 A lớn đi với A nhỏ. Và anh A nhỏ này đi với A nhỏ này thì chỉ có 1 trường hợp thôi, cho nên chúng ta có 1/6 A nhỏ A nhỏ. Đó là cách mà chúng ta sẽ viết ra. Như vậy chúng ta thì viết ra cái tỷ lệ kiểu gen là bao nhiêu này? 1/6 A lớn, giao tử thứ nhất. 4/6 A lớn A nhỏ. Và bao nhiêu nữa? Đó là 1/6 A nhỏ A nhỏ. Như vậy tương tự bên này chúng ta cũng có bao nhiêu đây? 1/6 A lớn A lớn.
4 phần 6 a lớn a nhỏ và 1 phần 6 a nhỏ a nhỏ. Đối với cái bài tập này thì cô không viết giống như ở trên. Ở trên thì cái số lượng giao tử nó ít, chúng ta viết ra nó nhanh. Nhưng đối với cái phần bài tập dưới này thì tỷ lệ nó đã chia phần rồi, mà cái số lượng giao tử nó nhiều nữa, cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ kể cái bảng Banet ra. Thì đối với cái bảng Banet thì chúng ta cũng kể ra thôi. Thì ở đây cho 3 loại thì chúng ta kỹ làm 3. Đấy. Làm 3 này. Đó. Thì ở dưới cũng 3 loại thì chúng ta cũng kỹ ra làm 3. 1 2 3. Để cho tiết kiệm thời gian nên cô kỹ nhanh nha. Như vậy đây là cá thể gì? Cái đây là cá thể đực. 3 loại giao tử đây chúng ta ghi ra. 1 phần 6 a lớn 4 phần 6 a lớn a nhỏ, 1 phần 6 a nhỏ. Tương tự như vậy ở đây 1 phần 6 a lớn, các loại giao tử chúng ta ghi ra hết. 4 phần 6 a lớn a nhỏ và 1 phần 6 a nhỏ a nhỏ. Bây giờ từng cái ô này vuông góc với nhau là chúng ta sẽ viết ra được này. 1 phần 6 với 1 phần 6 là thành 1 phần 30, 16 a lớn a lớn a lớn a lớn. Đó. Cái này chắc chắn là gì đây? Kiểu hình là cao. Này nhân với cái này là thành gì? 4 phần 36 a lớn a lớn a nhỏ. Cái này chắc chắn kiểu hình cũng là cao. Tiếp tục. 1 phần 36 a lớn a nhỏ cũng là cao. Tức là có a lớn này là nó sẽ quy định kiểu hình là cao vì nó trội hoàn toàn so với a nhỏ. Tiếp tục ở ô thứ hai. Ta đối chiếu lên. 4 phần 36 a lớn a lớn a lớn a nhỏ. Này, giao tử này với giao tử này kiểu hình là cao. Tiếp tục này, 4 dư 4 là bằng 16 đúng không? 16 phần 36 a lớn a nhỏ cũng là cao. 4 phần 36 a nhỏ cũng là cao. Cứ có một a lớn là quy định cao thôi các em. 1 phần 36 a lớn a nhỏ cao. Tiếp tục là 4 phần 36 a nhỏ là cao. Và cuối cùng là 1 phần 36 a nhỏ. Này là không còn a lớn nào nữa thì sẽ cho kiểu hình là thấp. Như vậy ở cái bảng Banet này chúng ta chưa thấy được cái tỷ lệ phân ly kiểu gen đúng không? Bây giờ chúng ta có thể viết lại này. Tỷ lệ kiểu gen. Đó. Bây giờ tỷ lệ kiểu gen thì chúng ta có bao nhiêu đây? Một anh này đúng không? Đấy. Một anh này. Một a lớn a lớn a lớn a lớn. Đấy. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu đây? Ba cái a lớn này. Bốn. 4 với đây 4 nữa là chúng ta có 8 đúng không? A lớn a lớn a lớn a nhỏ. Tiếp tục đây, 2 a lớn thì chúng ta có 16 cộng 1 là bao nhiêu? 10, 17. 17 với 1 anh này nữa là 18. Như vậy chúng ta có 18 a lớn a nhỏ đúng chưa? A lớn này thì chúng ta có mấy trường hợp đây? 4 với 4 là chúng ta có 8. 8. Ok xem ra nha. 1 a lớn và 3 a nhỏ và cuối cùng là chúng ta có 1 a nhỏ a nhỏ a nhỏ a nhỏ, chúng ta cộng lại này đủ 36 chưa? 1 9 27 28 36. Như vậy trong tất cả các trường hợp này ở đây là 35 là gì? Cao, và chúng ta có 1 là thấp. Như vậy là chúng ta đã viết xong. Cái tỷ lệ ở hai cái trường hợp này thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác nhau, đúng chưa nào? Bây giờ ở cái câu câu B á, đó là hãy cho biết một số đặc điểm quan trọng khác nhau giữa chuối rừng và chuối trồng, thì chúng ta có thể thấy một số đặc điểm như thế này. Ví dụ như là ở cái đặc điểm thì chúng ta có thể so sánh như sau. Đối với cái lượng ADN thì cái chuối rừng á, thì cái lượng ADN nó bình thường, còn chuối nhà là nó cao hơn. Chúng ta biết là khi nhiễm sắc thể tăng lên thì đương nhiên là nhiễm sắc thể thì cấu tạo ở bên trong của nó đó là một phân tử ADN, mà nhiễm sắc thể tăng về số lượng thì dẫn tới cái lượng ADN cũng tăng lên. Khi lượng ADN tăng lên thì tổng hợp chất hữu cơ đương nhiên là sẽ nhiều hơn, mạnh hơn, bởi vì số lượng gen của nó tăng lên. Cái số lượng tế bào ở chuối rừng thì bình thường,
Nhưng mà số lượng tế bào ở chú nhà thì nó sẽ to to hơn, bởi vì cái lượng nhiễm sắc thể của nó nhiều hơn các em. Cơ quan sinh dưỡng của chuối rừng thì bình thường, ở chú nhà thì to. Về sự phát triển ở chuối rừng thì bình thường và ở chuối nhà thì nó khỏe hơn. Hơi mờ đúng không các em? Cô in cái máy in sao nó hơi mờ. Cái khả năng sinh giao tử thì đối với cái chuối nhà, chuối rừng thì chúng ta thấy khả năng giao tử sinh ra là bình thường, cho nên đa số là nó có hạt khi mà hình thành cái cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản. Cái quả chuối thì nó sẽ có hạt và nó sinh sản bằng hạt, nhưng mà đối với chuối nhà thì nó không có khả năng sinh ra giao tử bình thường, bởi vì nó chủ yếu là thể tam bội và thể tứ bội, nó không có cho ra được cái giao tử bình thường, cho nên là nó không có hạt, cho nên chủ yếu là chúng ta trồng nó là bằng hình thức gì đây, đó là cái cơ quan sinh dưỡng, chứ không phải trồng là bằng bằng hạt. Như vậy thì ở đây cái câu C người ta yêu cầu chúng ta giải thích cái điều gì đây? Giải thích cái nguồn gốc và quá trình xuất hiện cái loài chuối trồng. Thì ở đây chúng ta biết là đương nhiên là cái chuối nhà thì nó sẽ có nguồn gốc từ cái cây chuối dại, đó là chuối chuối rừng. Thì trong những cái trường hợp đặc biệt á, trong quá trình mà chuối rừng nó phân ly giao tử thì các cặp nhiễm sắc thể tương đồng nó không phân ly bình thường, có nghĩa là nó tạo ra những cái giao tử lưỡng bội. Đây, ví dụ tạo ra giao tử 2N, và trường hợp giao tử 2N này mà kết hợp với giao tử bình thường N thì tạo ra cái hợp tử 3N phát triển thành cây chuối tam tam bội có quả to và cũng không có hạt. Và khi mà con người chúng ta thấy, đương nhiên là cái quả chuối mà có hạt hạt nó ăn không được thì lừa ra rất là mệt, mà gặp được cái trường hợp mà cái chuối tam hợp này nó lại không có hạt, quả to ngọt, thì con người giữ lại để mà chúng ta sản xuất, chúng ta trồng. Và với sự tác động của con người này, điều kiện chăm sóc, điều kiện nuôi dưỡng thì ngày càng là hoàn thiện hơn, và chủ yếu là con người chuối thì nó sinh sản bằng tức là sinh sản sinh dưỡng như này. Như vậy là cái bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong cái clip tiếp theo, ở cái phần 2 là cái bài tập chương 2. Chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới, cô sẽ đại đáp cho các em nha. Chúc các em học tốt và hãy đăng ký vào kênh thầy Quang để nhận được nhiều video hơn nha các em.